mấy ông nghĩ ma cà rồng phải giống như nào là một con quái vật mặc áo cổ cao chuyên đi hút máu con người vào ban đêm ư cũng đúng nhưng cũng không đối với nhân vật chính của chúng ta đây là sát một ma cà rồng và cũng là một otaku chính hiệu anh thích hàng do con người và nhất là của nhật bổn làm ra vì yêu thích nên anh không tưởng tượng được việc phải đi hút máu con người nơi đây là quỷ giới một nơi khá hỗn loạn anh nghe rằng tổ tiên trước đây hay đi hút máu người nhưng anh thì chẳng ưa vì ánh nắng trên kia rất mạnh và còn phải cần tiền để làm hộ chiếu giấy tờ các thứ hơn nữa trong start như này chứ anh là một người bận rộn. Anh có đám đàn em dưới trướng và cánh tay phải của anh chính là Deku. Anh hỏi Deku đã mua được hàng anh dặn chưa thì cậu ta chưa làm được. Nhưng cậu ta có thứ hay hơn cho start là một cô gái loài người. Deku không rõ sự việc ra sao và cũng chưa biết nên xử lý như nào nên đành gọi cho start Cậu ta định chơi theo luật của quỷ giới là ai xâm phạm lãnh địa sẽ bị xử. Start thì đã luôn muốn được gặp một cô gái loài người nên anh bảo Deku đưa cô gái đến đây ngay lập tức. Ở quỷ giới này có rất nhiều băng đảng, mỗi băng có lãnh thổ và người đứng đầu riêng. Anh luôn phải ra vẻ bố già để giữ cương vị. Lần đầu được gặp con gái loài người, anh định sẽ cảm ơn cô vì loài người đã tạo ra những thứ tuyệt vời này. Anh đi khắp phòng để chuẩn bị đủ thứ. Đồ đặc thì chẳng có bộ nào vừa ý vì toàn hàng pha ke so với đồ của nhân giới. Chưa kịp chuẩn bị xong thì Deku đã mang cô gái đó lên. Start cố ra vẻ cứng và đẩy Deku với đàn em đi. Lúc ngồi với đàn em, Deku thấy Start hôm nay hơi lạ vì có vẻ giống một tên khổ dâm. Đột nhiên xuất hiện một thanh niên mang theo ba cái cây đến bán. Deku đến chất vấn về việc tên này buôn bán trái phép vì chưa hỏi ý ông chủ ở đây. Tên này quyết định sẽ ép ông chủ phải ra mặt và cho ba cái cây làm loạn. Sát đang trò chuyện cùng cô gái thì Deku gọi đến báo là có đứa làm loạn, nhưng anh đang bận nên muốn cả bọn dưới kia tự giải quyết. Cô gái nghĩ là cuộc gọi đấy quan trọng, nhưng Sát cho biết anh là trùng khu này nên mấy tên hay đến gây sự để cướp vị trí của anh cũng chẳng phải hiếm gặp. Cô gái không biết lý do vì sao cô lại ở đây, nhưng cô nghĩ Sát có khi nên đi giúp đàn em. Anh nhìn vào cặp mắt này thì vô cùng thích thú bản tính ma cà rồng trỗi dậy và anh thề sẽ không cắn vào cái cổ xinh đẹp của cô và rồi lao đi bằng đường cửa sổ. Lúc đang rơi sát không hề để ý việc một cái cây ăn thịt đang trèo lên nhà, Staz đã nhảy xuống và chạm mặt tên gây rối kia. Hắn đã nghe danh Start từ lâu vì anh là người nổi nhất phía đông này. sát cứ thế tiến đến chỗ tên kia mặc cho hắn có để cây đánh liên tục như nào đi nữa, anh chỉ vung tay đã khiến hai cái cây tan xác. Anh tuyên bố bản thân là ma cà rồng nhưng ăn được tỏi và xem thánh giá chỉ như đồ chơi, anh dùng chiêu bóp tim đại pháp và một tay giật nổ tim hắn. Deku thấy Start có vẻ vui và nghĩ anh vừa chơi cô gái kia xong. Start sau đó về phòng và anh không muốn hút máu cô gái đó vì để khác biệt hơn so với đồng tộc. Anh vừa vào thì thấy cái cây đã ăn mất cô gái của anh và nhả ra chỉ còn xương. Anh điên cuồng xé xác nó và chỉ còn thấy mỗi bộ đồ, nhưng cô gái lại ở trên giường và không mảnh vải. Start thấy lạ vì giờ anh chẳng còn ham muốn gì từ cô. Deku nhớ ra việc con người khi chết ở quỷ giới thì sẽ biến thành ma. Start sau đó đã lau chùi kỹ càng đầu sọ của cô gái và hỏi tên cô là gì. Cô giới thiệu bản thân là Fuzumi. Start lúc này đã quyết định là sẽ giúp cô hồi sinh và anh nghiên cứu bằng cách đọc truyện. Fuzumi biết anh kiểu gì cũng nói ra là đi tìm ngọc rồng để kiếm điều ước và vừa ngay tức thì Start đã nói ra cách đó. Fuzumi giờ đã nhớ ra bằng cách nào mà cô đến được đây. Cô dẫn Start đến một cánh cổng và anh bất ngờ vì đây là dạng cao nhất của phép không gian. Anh rất muốn được sang bên kia vì anh đã chờ rất lâu để được ngắm nhìn thế giới con người mà anh luôn được thấy chỉ qua chuyện và phim ảnh. Nhưng giờ đi thì vẫn chưa được nên anh đã cùng Fuzumi đến quán cà phê của Sati để kiểm tra. Sati là cả cô gái lẫn con trồn này. Sati thắc mắc lý do start đến đây thì anh nói là muốn đến thế giới con người và cần kiểm tra xem Fuzumi có ổn khi đi theo không. Sati không cho anh đi vì anh mà đi thì nơi này không có ai quản và đám của khu khác sẽ quay đây tranh giành cái ghế bố già của anh. Đột nhiên Deku mang đến một thanh niên là Yoshida. Yoshida là fan lớn của Start và muốn vào băng. Deku nghe được việc Start sẽ đến nhân giới thì anh tuyên bố giao lại ghế cho Yoshida. Đột nhiên cậu ta có thể biến hình thành Start nên Deku quyết định sẽ để Yoshida thế chỗ Start đến lúc anh trở về tối đó cả nhóm đã làm một bữa tiệc lúc start đi vệ sinh thì fuzumi có hỏi deku về việc trông start khá là vô trách nhiệm nhưng deku cho rằng start từ lâu đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm nó đến cùng vậy nên cô không cần lo vì start nhất định sẽ biến cô lại thành người ngày hôm sau start và fuzumi đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường đến nhân giới giấc mơ được tiếp cận loài người của start giờ cũng sắp thành hiện thực cả hai đã quay lại phòng của fuzumi ở nhân giới start nghĩ cô trước đây bị giam lỏng chỉ vì phòng của cô quá gọn gàng Stat sau đó muốn đến trường của cô và vừa xuống cầu thang đã gặp bố cô. Ông cho rằng hôm qua cô không đến trường mà đã lêu lỏng đâu đó và Stat là đứa nào. Anh xịt một loại nước gì đó khiến ông có vẻ như quen biết Stat mà không để tâm nữa và đi làm. Stat cho ma rồng có thể điều khiển người bằng cách cắn nên anh đã lấy cái chất đó để làm ra thứ này. Stat đã ra ngoài và lần đầu được cảm nhận ánh nắng mặt trời của nhân giới. Anh quyết định sẽ di chuyển lén lút để không bị con người nhận ra bởi loài người giờ đủ khả năng để bón hành cho quỷ. Nhưng miệng thì bảo lén lút chứ đi đến đâu là gây chú ý đến đó đến trường thì start xịt cái nước đó cho đủ người khiến ai cũng có cảm giác là đã quen start từ lâu fuzumi thì bỗng chốc trở về cuộc sống bình thường nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến cô cô không có sách vở thầy cũng không để ý start thì đi chơi đến đâu xịt đến đây fuzumi gặp lại bạn bè thì họ dường như cũng chỉ nhớ đến cô và rồi lại nói chuyện như thể cô không có ở đây cô gặp lại start và cô không thích cách start xáo trộn ký ức của mọi người nhìn họ cư xử như thể cô có ở đây khiến cô còn đau lòng hơn và thà biến mất cho rồi Start thấy có vẻ đúng và muốn cô xem lại cơ thể mình cô đã bắt đầu biến mất và Start cho biết quỷ cấp thấp không thể tồn tại được lâu ở nhân giới Start thấy cô muốn biến mất thì giờ đã tọa nguyện nhưng nãy cô chỉ lỡ lời anh quyết định cho cô uống máu của bản thân để duy trì cơ thể fuzumi uống xong thì thấy cơ thể nóng bừng lên Start nghĩ lý do có thể là do máu anh có quá nhiều ma lực anh dự định sau khi hồi sinh cô thì sẽ hút máu cô để thỏa mãn bản thân nhưng kỳ lạ hơn là ở đây có nhiều con người nhưng không ai cho anh cảm giác như của fuzumi hẳn là cô có gì đó khác biệt nên anh buộc phải tìm ra cách sớm start sau một hồi suy nghĩ thì quyết định cùng cô ra về vừa về đến phòng thì cả hai thấy một cô gái đang nhún nhảy trên giường cô hiểu vì sao start có thể ở đây là vì có đàn em thế chỗ cô giới thiệu bản thân là beo và là người có ma thuật không gian mạnh nhất nói chính xác hơn thì cô là chủ của cánh cổng này và cả hai đã dùng nó trái phép nhưng start cho rằng nguyên do là vì cô đã vứt nó ở đấy nhưng cô đe dọa anh là sẽ bán thông tin anh rời khỏi địa bàn cho các ông trùng khác anh định đến xử cô thì bị cô đưa sang một nơi khác chỉ bằng một cái khung. Sát nhận thấy bản thân vẫn ở nhân giới và nghĩ là Beo định nhốt anh ở đây để đi bán thông tin anh rời khỏi địa bàn. Nhưng cô xuất hiện và cho rằng việc đó chẳng có lợi lộc gì, cô liên tục dịch chuyển và muốn anh phải làm nô lệ cho cô. Cô sau cùng phải lấy Fuzumi ra để đe dọa và yêu cầu anh đến một căn hầm để lấy đồ cho cô. Fuzumi không hiểu lý do Beo làm việc này thì cô quyết định sẽ chỉ kể cho mình Fuzumi biết. Start thì đã đến một cửa tiệm dành cho quỷ tại nhân giới anh nói bản thân đến lấy thứ quan trọng thì chủ tiệm cũng biết ý anh đang đề cập đến thứ gì beo lúc này đã cho fuzumi biết cô đã bị một kẻ nào đó đánh cắp ma lực nên hắn mới có thể để cái cổng này ở đây và nó không phải do cô tạo ra nên không cất lại được cô thể sẽ tìm ra và biến tên đó thành nô lệ trong lúc đó start đã thấy được thứ cần lấy là một cái quần xì của tặc răng anh không tin được là bản thân phải làm việc này chủ tiệm không cho anh lấy đi nên choảng nhau một trận nhưng anh ta không thể chạm vào được start và cứ thế bị anh đánh bại beo giờ mới mò đến và cô cũng chẳng cần cái quần này mà chỉ muốn kiểm tra thực lực của anh vì nghi ngờ anh là người cướp ma lực cô và fuzumi cũng đã kết bạn với nhau nên beo mới biết start không phải người lấy ngoài ra cô cũng biết cả cách để hồi sinh fuzumi đó là thông qua một cuốn sách mà cô tìm được nhưng cô đã bán nó ở phía tây và là địa bàn của một kẻ tên sói khác với start sói là kẻ thích dùng bạo lực để nói chuyện nên start cũng chẳng muốn đến đó lắm nhưng beo chẳng quan tâm mà lo chọn đồ cho fuzumi beo cho rằng họ chỉ cần đến đó bằng sức mạnh là nói chuyện được liền với cả sói và Stat cũng quen nhau thì có gì mà ngại. Beo không bao giờ để người khác lợi dụng cô nên anh đòi gây sự. Nhưng khi Stat bị ném về quán của Sati thì anh mới là người bị đánh. Họ chưa hiểu gì thì Fuzumi cho biết Beo đã dùng cổng để cú đấm của anh tự bay về mặt. Anh khá cay và thề sẽ xử Beo nếu gặp lại. Anh sau đó muốn Sati đi chung đến Tây Quỷ Giới. Beo vốn dĩ không đưa Stat đi là vì vẫn còn nghi ngờ anh vì anh có một năng lực tiềm ẩn bên trong. Sati lúc này vẫn không chịu đi nhưng Deku đã gọi taxi luôn rồi hai tên kéo xe này đi thì nhanh nhưng đếm tiền thì lại rõ lâu. bên thanh niên sói lúc này cũng định gọi taxi. start giờ mới nói lý do cần sati đi theo là vì cần nó tìm đường để né khỏi nhưng bố già khác. đột nhiên sati phát hiện sói ở phía trước. sói thì thấy taxi không dừng thì chém đôi luôn. start đã bế fuzumi và đáp lên cây gậy của sói. hai thanh niên gặp lại nhau thì nghĩ là đập lộn nhưng cả hai lại bắt tay nhau như huynh đệ. sói xin lỗi đã phá xe nhưng start vốn đến đây để gặp cậu ta nên khỏi lo. start nói lý do là cần tìm sách phục sinh nhưng sói éo biết thứ đó. Stat muốn cậu ta dùng quyền lực của bố già để giúp. Cậu ta không làm nếu chẳng được lợi gì nên Stat muốn làm thỏa thuận như cũ. Nếu Stat thắng thì sói phải giúp còn thua thì anh tặng sói Fuzumi luôn. Cô đột nhiên buồn nôn vì nãy say say khiến sói nghĩ cô phát ói vì cậu ta. Sati hỏi đấu gì thì Stat bảo là đấu bowling và Stat tự tin bản thân có thể thắng vì xài ma thuật khá tốt. Đột nhiên sói đến gọi đi đấu boxing chứ không phải bowling. Sati cho rằng đấm khô máu thì Stat không có cửa. Đã vậy còn mang Fuzumi ra cược, nhưng Stat tự tin bản thân đã hứa thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Đàn em của sói nghĩ Start có thể trốn nhưng sói có Fuzumi trong tay thì Start không dám. Nhìn Fuzumi mặc đồ bơi đeo tai thỏ khiến sói xịt cả máu mũi, cậu ta thấy cô quá dễ thương và tự nhiên muốn được đi tù. Start giờ mới lên sân và bắt đầu trận chiến, Start gần như bất lực trước những đòn vũ bão của sói. Cũng đơn giản là vì sói có khả năng đấu cận chiến vượt trội hơn, nhưng càng đánh Start càng hồi phục lại, nhưng sói vẫn hăng máu và tấn công dồn dập để xem Start hồi phục được bao lâu. Lúc định knock out thì sát đột nhiên lách nhẹ, sói nhận thấy cơ thể không còn tí sức lực nào, lý do là vì start đã lén gắn răng vào vai sói để hút ma lực nên càng đánh sói càng nhanh kiệt sức start giờ mới bật ngược lại và nốc ao sói nhưng sói vẫn cố đứng dậy nên start khuyên cậu ta nằm im hoặc anh giết sói đã biến hình và sói muốn biết lý do start cố gắng vậy anh cũng nói ra việc bản thân cần biến fuzumi về lại thành người sói khích đều start khiến anh phải bóp tim và dọa sẽ lấy mạng thật nhưng sói không sợ mà còn kích động start hơn khiến anh suýt bóp tim thì fuzumi đã ngăn lại cô không muốn cả hai là bạn bè mà lại đấu đá vì cô Beo sau đó xuất hiện và tuyên bố cả hai đã thua và dùng cổng đưa cả hai qua chỗ khác. Ai nấy phẫn nộ vì đặt cược xong mà thua hết. Sói không biết Start quen biết gì với Beo thì anh nói ra việc Beo là người bảo anh đi tìm cuốn sách, còn sói thì bị cô bảo là đổi bowling thành boxing vì Start sẽ gian lận. Beo giờ mới mò đến và đưa ra cuốn sách. Cô đã giữ cuốn sách từ đầu đến giờ. Start giật lấy sách và xem thử trong đó viết gì. cả bọn đọc qua thì chẳng hiểu gì. Beo cũng chịu và nghĩ đây là một dạng mật mã. Start định đi tìm chủ sách thì sốc với cái tên tìm được anh cho biết về thượng quỷ đó là nơi mà các con quỷ cấp cao sinh sống và nơi đó có brand anh trai của start nhưng start rén không dám gặp lại anh trai vì anh là một tên kiêu ngạo và khiến start thấy sợ nhưng thượng quỷ là nơi của đám cấp cao và những người như họ không dễ gì mà đi lại ở đó nên start bắt buộc phải đi vì start là ma cà rồng thượng lưu nên đến đó cũng chỉ như là về nhà start sợ phải đối mặt với anh trai trong khi start là người đã bỏ đi nhưng sói không chấp nhận cái kiểu quyết tâm nửa vời đó của start vì anh đã đánh bầm dập sói chỉ để nhằm thực hiện mục đích vậy thì việc đối diện với anh trai có là gì còn beo thì vì đã bày ra trò này nên cô phải chịu trách nhiệm đưa start đi cô đã nghe lệnh và chấp nhận đi sói sẽ chăm sóc fuzumi dưới này khiến start nghĩ cậu ta đã lập kế hoạch cho chuyện này vừa mở cổng ra thì sói đã đá start vào trong beo còn chưa kết nối địa điểm nhưng cũng để start đến nơi đó cũng lợi cho cô start lúc này bị đưa vào một căn phòng và beo cho biết đây là phòng của cô start muốn mượn phòng để tắm vì nãy đấm nhau mồ hôi hơi nhiều đàn em lúc này đã mua đồ về cho sói và fuzumi thay Sati thắc mắc lý do gì mà sói cũng là giống thượng lưu mà phải ở dưới này thì sói cho biết bản thân là con lai nên bị đuổi khỏi đó. Sati nghĩ cậu ta định đi chiếm hết dưới này để trở thành quỷ cấp cao và về lại trên kia. Fuzumi tưởng thật mà cảm động. Beo lúc này cũng mới tắm xong và Start biết cô đang kiểm tra anh gì đó nên cô nói thẳng luôn là cô nghi ngờ anh đang giấu gì đó. Cô chưa chọc Start bằng sự táo bạo của bản thân khiến Start giật mình. Cô cho rằng nếu anh thích hút máu thì cứ hút máu cô cũng được. Stat muốn cô đừng có đổi chủ đề thì cô nói luôn là bản thân nhận thấy năng lực của Stat không đúng chút nào cứ như là anh đang khóa năng lực của bản thân lại Stat cho biết anh trai Brad là người giữ chìa khóa cho cái năng lực đó anh nhớ lại lúc bị anh trai dùng đủ thí nghiệm lên người để giúp Stat phát triển năng lực từ kích điện cho sống với đỉa khổng lồ phơi lạnh phơi năng đủ loại giờ mới hiểu được lý do Stat run khi nhắc đến anh trai Stat cho rằng anh trai khóa năng lực của bản thân lại là vì muốn giết Stat Brad luôn làm thí nghiệm và chế tạo độc dược để rồi thử lên người Stat cho đến một ngày khi Brad thông báo là năng lực của Start đã được khai phá thì anh ta đã bắn một viên đạn vào tim Start. Anh nghĩ rằng Brad cố ý khai mở sức mạnh của anh là để có thể cướp nó đi. Beo thì mải đặt đồ ăn và Start thấy máy cảm ứng thì liền muốn xem thử. Beo không ngờ anh lạc hậu đến vậy, nhưng cô đã rõ Start không phải người trộm ma lực vì anh không thể dùng được. Cô thấy thích thú với năng lực đó nên quyết định giúp Start nhưng anh phải mở khóa năng lực đó. Start ứ chịu nên cô gọi anh là đồ đần và quyết định cho anh thấy cảm giác bị đánh bại ra sao cô đưa start vào phòng lưới và tuyên bố sẽ khiến start chịu thua mà không cần đánh nói xong thì cô dùng ma thuật không gian thoát ra và nhốt start trong này trong lúc đó fuzumi đã được sói cho ở trong một nơi sang trọng sói muốn fuzumi cứ nghỉ ngơi vì cô có vẻ mệt mỏi và vừa nói xong thì cô ngủ luôn start thì nhận thua luôn vì biết cứng đầu cũng chẳng thắng được anh chấp nhận mở khóa năng lực để lấy ma lực của cô và đuổi theo cô đến mọi nơi cô nghe vậy thì dường như siêu lòng trước start cả hai đã đi ăn và start lần đầu được ăn sushi anh thấy beo đôi khi cũng tốt thật khiến cô một lần nữa bị đốn hạ bởi sát. Trong lúc đó, sói định đưa Fuzumi đi ngủ thì chân cô đã dần biến mất. Beo thì đã đưa sát đến thượng quỷ và là nơi xa nhất cô có thể đến. Beo muốn anh giữ lời hứa mà lấy viên đạn ra nếu không cô sẽ không đến đón. Nhưng sát tự biết đường thoát ra, anh sau đó lén lút đi vì sợ bị ai đó nhìn thấy và người anh không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Đó là lít em gái của sát. Sói lúc này đang đưa Fuzumi đến tìm tiến sĩ Franken vì ông ta sẽ là người có am hiểu nhất về vụ này. Lít lúc này đang đuổi theo để chém sát. Anh cố chạy và cho rằng bản thân cũng là anh trai cô, nhưng cô xem Start chỉ như là nỗi ô nhục của gia đình vì đã phỉ nhổ đến người anh cả mà cô yêu quý. Start đã bị lít dùng phép và một đấm đưa vào nhà tù lớn nhất thượng quỷ. Cô chính là cai ngục của nơi này và Start thấy việc tìm anh trai giờ sẽ còn khó hơn. Start lúc này thấy một cái nút trong phòng và đám tù nhân khác muốn anh bấm thử. Start cũng bấm và bắt đầu chịu thử thách của nhà tù. Start đã bắt đầu thử thách và phải đánh nhau với hai tên zombie. Nhưng đám này gần như bất tử nên bón cho Start ngập hành bọn này chỉ được đánh start thừa sống thiếu chết và rồi theo lệnh lít mà ném về ngục start biết bản thân cứ như này thì chẳng thể hồi sinh được fuzumi soi lúc này đã đưa fuzumi đến cho franken kiểm tra ông nhận thấy trong người fuzumi có một sự hiện của ma cà rồng họ nghĩ start đã làm gì fuzumi nhưng thứ bên trong chỉ là ma lực mỗi loài thường sẽ sinh ra ma lực của loài đó nhưng start đã đưa ma lực của ma cà rồng vào người fuzumi khiến cơ thể cô bị quá tải và không hấp thụ được hết nhưng fuzumi kỳ lạ là vẫn có thể hấp thụ được nếu cô hấp thụ được hết thì có khả năng cô cũng sẽ trở thành một ma cà rồng. Start lúc này vẫn cố bấm nút để tiếp tục ăn hành, Brad thì đã đến nhà tù để gặp Lit. Hai tên zombie đã đập Start một trận nữa nhưng anh vẫn tiếp tục cứng đầu mà bấm nút, Brad nghe về một tên đột nhập và bị Lit bắt. Nhưng tại sao không giết mà lại bắt thì mới khiến Brad nghi ngờ là em gái đang giấu gì đó. Đột nhiên zombie đến báo về việc tên ma mới quá cứng đầu, còn Franken lúc này đưa ra giải pháp là đưa hết ma lực của Start vào Fuzumi để cứu cô. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Start sẽ chết. Franken cho rằng Fuzumi có thể dùng ma lực đó và tạo ra một sinh linh mới là Start, và hiển nhiên là sói éo chịu. Brad lúc này đã được đưa đến gặp Start. Brad đã bắn hai phát đạn và Start tỉnh lại. Đạn đây có chứa ma pháp nên sẽ giúp Start hồi phục. Brad rất vui vì gặp lại em trai nhưng Start vào vấn đề chính là cuốn sách. Bên của sói lúc này buộc phải chọn giữa Start và Fuzumi, nhưng Belle đã đến và cô cho biết là còn nhiều cách để cứu Fuzumi. Sói đè Franken ra để hỏi cách khác mà ông ta giấu. Còn Brad thì muốn biết bản thân sẽ được gì khi giúp Start với cả người mà Stat muốn cứu có vẻ là một cô gái. Thấy hai anh em vui cười thì Liz rất ghen tức. Cô không chấp nhận Stat là một thượng quỷ nhưng Brad cho rằng sự thật thì Stat vẫn là người trong nhà. Liz muốn chứng tỏ bản thân mạnh hơn thì Brad cản đòn lại. Cô cho rằng Brad lúc nào cũng đối xử với Stat tốt hơn. Kể cả lúc Stat bỏ đi thì Brad vẫn luôn lấy ảnh cũ của Stat ra nhìn và còn dùng cầu thủy tinh để dõi theo Stat. Stat thấy em gái tống bản thân vào đây chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn. Và Stat cũng vậy, cả hai anh em đều không hiểu cảm giác của nhau nên câu trả lời cho tất cả là nằm ở Brad. Brad chấp nhận giúp Start nếu Start làm cho anh ta một việc. Còn sói lúc này chất vấn Franken vì giữ kín bí mật rồi khịa ra thứ quái dị như là tạo con lai, nhưng ông cho rằng lý do là vì ông đang cấp bách, ông đã lỡ tạo ra một thứ kinh khủng và sự tồn tại của thứ đó sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng cho loài quỷ. Brad cũng kể lại điều này cho Start và kẻ mà cả hai cùng nhắc đến là quỷ nhân tạo tên là Akim, tên đó đã trốn khỏi Franken để tìm cho mình những bộ phận mạnh mẽ nhất và hắn kỳ lạ à có thể dùng được ma pháp không gian. Sói quyết định giúp Franken xử lý Akim miễn là ông chịu chữa cho Fuzumi, nhưng ông ta sẽ chỉ duy trì cô ổn định cho đến khi Sói xử lý xong thì mới chữa. Brad cũng muốn start xử lý tên Akim đó càng sớm càng tốt trước khi hắn có thể hoàn thiện cơ thể, nhưng start hiện tại thì không thể, nhưng nếu start mà mở khóa năng lực thì có, Brad sẽ lấy viên đạn trong tim start ra, nhưng start không tin vì Brad đã cố ý giết anh, Brad đã lấy ra một viên đá, và thứ này từng là một tảng đá 5 mét trước khi start biến nó thành như này fuzumi giờ đã tỉnh sau khi uống thuốc còn sói thì đã lên đồ để lên đường cậu ta cần cái ống này vì đã thổi ma lực vào trong đó để lưu trữ Franken cho sói nửa ngày trước khi hết thuốc quay lại với start brad đã nói ra sự thật rằng ngày hôm đó start đã khai mở được năng lực và mỗi khi dùng thì start đều bị quá tải mà ngất đi brad thấy sai lầm khi mở khóa năng lực quá sớm khiến start không khống chế được nên anh ta mới đành chấn áp lại và giờ thì start đã sẵn sàng để mở nhưng start lại từ chối vì không muốn đi đánh nhau với tên akim đó Brad không thèm giao kèo nữa mà cho Liz gọi zombie đến xử sát. Sói và Beo thì đã đến hiện trường nơi tên Akim vừa gây ra. Sói quyết định sẽ đi gặp bố già của khu phía bắc này để mượn địa bàn tí. Sói đã bị đàn em của tên bố già bao vây và Sói quyết định sẽ một một với hắn để mượn tạm địa bàn. đang đánh nhau thì đột nhiên tên Akim chui ra từ ngay trong bụng tên kia. Sát lúc này bị đám zombie đuổi theo và vừa chạy về phía Brad thì Brad đã búng tay cho viên đạn bay ra. Sát đã có lại sức mạnh và xử luôn hai con zombie. Brad cho biết giờ Sát đã được tự do. Start sẽ phải đi xử tên quái vật kia và Brad cho rằng đó là mục tiêu lý tưởng để Start thử sức mạnh. cả hai nhắc lại giao kèo và Brad hứa sẽ giúp hồi sinh Fuzumi nếu Start giết được tên kia và quay về. trong lúc đó, sói đang phải chiến đấu với Akim, hắn chỉ cần một chiếc vòng là đã dùng được khả năng điều khiển không gian như của Bel. Bel lúc này về tìm Fuzumi và biết cô đang tự xem bản thân là gánh nặng một lần nữa nhưng cô cứ yên tâm vì cả hai và Start đều đã chọn cứu cô. Akim lại dùng vòng nên sói đã bắt bài mà tóm lấy rồi bẻ đi. hắn chui qua và thấy thích cơ thể của sói sói lao đến thì hắn tay gãy để chặn vì cơ thể này của hắn là dùng ma lực để kết hợp lại nên hắn cũng chỉ đơn giản là một hồn ma sói cũng đã thả năng lượng trong ống ra để sử dụng beo lúc này đã đưa franken đi vào phòng lưới để nói chuyện riêng cô biết được việc akim mà ông tạo ra có thể dùng được ma pháp không gian của cô start lúc này đang xác định vị trí và khởi động trước khi tạo dáng siêu nhân và lao xuống sói lúc này cố dùng mọi khả năng có thể để kết thúc vì hình dạng sói này có giới hạn thời gian sói đã thành công xe xác akim ra và start giờ mới lao xuống Bell đã quay lại và cùng Sati với Fuzumi xem thử cuộc chiến của Start ra sao. Start lúc này mới nhận thấy sói ở đây và cả việc bản thân không thể bay. Tên Akim vẫn sống vì như đã nói thì hắn chỉ là một luồng năng lượng và không thể bị giết bằng đòn vật lý. Start muốn biết Fuzumi đâu và cả hai cứ cãi cọ khiến Akim phải can thiệp. Sói cũng đã hết giờ nên Start quyết định cho hắn một đòn bay đi mất. Sói có thể khôi phục ma lực được nên Start sẽ chờ đến lúc sói quay lại. Beo thì nhận ra Start đã nhớ đến lời hứa với cô. Sát đã đến gặp Akim và nói mình anh sẽ đá vào mông hắn và cố run rẩy trước khi chết đi là vừa. Sát và Akim đã lao vào quyết đấu. Sát dùng những đòn thế và dáng đứng y như trong mấy bộ truyện anh đọc và đỉnh điểm chính là lúc vận đòn Kameha này. Lý do tôi nói không hết tên là vì Sát mới đọc đến đó đã bị hắn sút vào đầu. Hắn cho rằng cách tấn công đó của Sát quá tào lao và đòn đó chỉ có thể là của người hùng hạng 3. bị xúc phạm đến thần tượng khiến Sát không thể nhịn được. Sát thừa nhận bản thân chỉ là hạng 3 nên mới cố bắt trước thần tượng. Nhưng giờ anh sẽ dùng kỹ năng của chính bản thân beo biết anh sắp làm gì nên đóng cổng vì nó sẽ diễn ra trong chớp mắt và dư chấn sẽ ảnh hưởng đến đây cô sau đó rời đi trước còn start thì đã cầm được đầu của akim hắn nhớ lại đòn nhanh như cắt của start nhưng start vẫn muốn hắn nối lại để anh dùng nốt chiều kết liễu start dùng đến kỹ thuật làm nên tên tuổi là bóp tim đại pháp ngoài bóp tim thì cũng có một bàn tay sẽ bóp chất akim đến khi hắn biến mất đang định về thì start gặp lại sói sói muốn biết lý do start chiến đấu vì fuzumi là gì và quyết định thách đấu anh để tranh giành fuzumi còn beo đã đưa franklin đi gặp akim Ban nãy Akim đã dùng vòng để cố trốn đi nhưng bị cô bắt lại. Cô muốn biết Franken đã dùng tên nào để tạo ra Akim. Ông kể lại lúc thí nghiệm đang bế tắc thì có kẻ gọi đến và giao đến Akim cho ông. Beo thấy bế tắc lại kéo dài thêm, đột nhiên Brad và Lit tìm đến đây. cả hai muốn bắt Akim và Franken vì đã gây rối hòa bình của quỷ giới. Franken đã giữ lời là sẽ chữa cho Fuzumi nhưng Brad vẫn cho giam giữ ông ta lại. Sói lúc này đã thua trước start lý do sói chiến đấu là vì trước đây khi start rơi từ trên kia xuống thì sói đã yêu cầu start đấu với cậu ta nhưng start đã chịu trận mà không đánh trả vì sợ là sẽ giết sói sói muốn sau này sẽ chiến nghiêm túc một trận cho ra trò để không có cảm giác như là đang được start thương hại start gặp lại anh trai và em gái cả hai bất ngờ vì start cũng có bạn và lý do brad đến là để giữ lời hứa sẽ cứu fuzumi vừa đến gặp lại sati và fuzumi start đã lỡ nay nóc luôn lọ thuốc cuối của fuzumi start cố bảo chữa cho bản thân nhưng cũng là vô dụng brad đã làm quen với fuzumi nhưng start muốn anh trai đừng đi quá giới hạn start không thích và cũng không chào đón brad ở đây start tự có cách để giữ mạng cho fuzumi đó là dùng máu anh lại đút máu cho cô và máu lần này còn mạnh hơn trước brad cho rằng giờ fuzumi có thể ổn nhưng ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu start còn tiếp tục như vậy brad muốn đến địa bạn của start để xem nơi fuzumi xuất hiện vừa về thì start đã gặp lại hai đàn em và thắc mắc sao deku lại bị thương brad thì bất ngờ vì em trai lại giao du với đám như này còn beo thì gặp riêng start và thấy anh trai start quá nguy hiểm vì họ không biết brad đã nắm rõ được bao nhiêu thứ trong tay vì anh ta còn biết mối quan hệ gì đó giữa beo và fuzumi cô sau đó ra về và nhờ start giao cho fuzumi một cái chuông nếu rung lên ba lần thì cô sẽ đến giúp start sau đó thấy brad đang định làm gì đó với fuzumi anh ta nói là cần lấy ma lực trong người cô để kiểm tra start sợ anh ta làm trò nên start đã tự kéo áo fuzumi lên để brad lấy brad sau đó ra về để nghiên cứu và muốn start cứ dùng cách cho máu mà cầm cự anh cũng để Lít lại đây và nhờ Start dẫn em gái đi tham quan nơi này. Start đưa em gái đi và thấy Lít có vẻ thích con thú bông này nên mua cho luôn. Lúc về quán, Fuzumi có làm trứng ốp lết cho cả hội ăn. Lít cứ đeo mặt nạ nên Start lấy ra cho nhỏ ăn đàng hoàng. Start không biết thứ này ăn được không nhưng Fuzumi cũng biết nấu ăn vì cô không có mẹ từ nhỏ. Ăn xong thì Start thấy bình thường nhưng Lít lại thích. Lít nhớ ra việc cô phải ở đây là vì Brad đã nhờ Lít ở đây canh chừng Start không cho Start lên phá anh ta thí nghiệm. Và chiều hôm đó thì Start thấy Liz cứ ngồi một góc và biết Brad chắc chắn đã bảo Liz làm gì đó. Liz cũng nói ra và cho rằng bản thân chưa bao giờ là một phần trong thí nghiệm của Brad và chưa từng được Brad quan tâm. Start quyết định làm thay và cho em gái xem thử bộ sưu tập của mình. Vì thay vì cứ gò bó bản thân là một đứa trẻ ngoan thì cứ làm ngược lại, cứ làm trẻ hư và thích gì làm nấy. Liz đã xem thử phim và thấy thích thú và muốn xem lại. Start sau đó đã đưa cái chuông cho Fuzumi và cô thấy Start vẫn là người tốt khi cố gắng đến vậy để giúp cô. Lúc nhóm Start đang vui chơi thì Fuzumi đã rủ Liz đi tắm. Cả hai đã quen nhau hơn sau khi tắm chung và sau đó còn ngủ chung với nhau. Liz luôn cô đơn một mình và hôm nay là ngày đầu cô bé thấy vui khi được xem anime và ăn món mà Fuzumi làm. Sáng hôm sau, Liz ngủ dậy thì không thấy Fuzumi đâu. Cô bé chạy qua gọi Start dậy vì có mảnh giấy để lại bảo là đừng tìm cô nữa. Cả nhóm họp lại và Start biết Fuzumi sẽ không viết thứ này vì cô đâu thể sống mà thiếu máu của Start. Start nhận ra từ lâu bản thân chưa một lần quan tâm đến Fuzumi nên quyết định từ giờ sẽ sửa đổi anh muốn toàn bộ đàn em đi tìm nếu không sẽ hủy diệt cái thế giới này. Lít sau đó thú nhận là Brad đã đặt định vị lên Fuzumi. Start nhờ em gái về định vị để tìm Fuzumi và nếu Brad nói gì thì cứ bảo là cô bị đe dọa. Start sẵn sàng cho đi cả bộ sưu tập để trả cho Lít. Nhưng Lít chỉ muốn con thú bông này là được. Cô bé sau đó đã gọi xuống một con rồng và quay lại trên kia. Start thì nhận được cuộc gọi từ Deku. Họ đã tìm được việc sáng nay có một tên lạ mặt đến ăn sáng và mô tả lại khuôn mặt để Yoshida tái tạo lại và cho Start thấy. Họ biết tên đó đã đi về hướng nam nên start đã bám theo. Lít lúc này về đến thượng quỷ thì bị binh lính chặn lại vì đáng ra cô phải đi với Brad. Nhưng Brad đã về mà chưa hề thông báo đến họ. Một sĩ quan là Beros đã nói với quân lính để dẫn Lít về nhà. Beros muốn đưa Lít về nhà vì một phần là cũng muốn gặp Brad. Cô phải đưa Brad đến gặp vua của nơi này nhưng hai anh em đều không ưa gì ông ta. Vì ông ta đã lấy đi cha mẹ của ba anh em tính cả start Lít bị đưa về nhà và Beros đã dùng Lít để ép Brad mở cửa brad đã để Franken và akim dưới hầm để Franken có thể tái tạo lại akim brad để cả hai vào và chấp nhận để cô ta bắt đi với tội danh là về mà không khai báo trong lúc đó start đã đến một thành phố phía nam và lit gọi đến anh biết lit đang khóc vì brad bị bắt đi lit vẫn tự xài được cầu pha lê và biết fuzumi đang ở một nơi khá tối start thì bị một tên ất ơ nào đó gây sự nên đập cho một trận và hỏi về tên trong hình tên này dẫn start về chỗ đại ca của hắn và start đã mò ra được danh tính của tên bắt cóc và cả nơi hắn sẽ đến là một trong bảy kỳ quan của quỷ giới trong lúc đó thanh niên kia đã lấy một tô mì cho fuzumi ăn nhưng tên này làm biến mất tô mì khiến ông chủ tiệm làm ẩm lên tên này lấy lại bát mì thì fuzumi đã chui ra theo và kịp gõ chuông lít đã thấy được và gửi cho start anh thì cũng vừa có luôn danh thiếp của tên đó beo cũng nhận thấy fuzumi gọi và bất ngờ với tên đã bắt cô đi cô đã chặn đầu thanh niên đó và cả hai là hai chị em thanh niên kia tên là neo và việc này đáng ra là của beo nhưng mẹ gọi cho beo mãi không được nên mới sai cậu ta đi nghe đến mẹ thì beo rén ngang Start tìm đến nên Beo đành phải cho em trai chạy đi và nhớ gửi lời chào đến mẹ. Start thấy cô chủ mưu vụ này thì không biết cô là bạn hay thủ. Neo thì đã vào trong khăn và chỉ để chân ra ngoài để chạy. Beo cố nhốt Start thì anh né đi được và nhắm đến Neo. Nhưng Beo cầm súng bắn và rồi nhốt Start lại. Start cho rằng anh trai mình đã theo dõi Fuzumi và sợ cô sẽ bị Brand bắt trong lúc anh ở đây. Nhưng Beo không biết Fuzumi có gì mà cô không có. Nhưng Start chỉ xem Fuzumi như là đồ sưu tập khiến Beo tức giận anh không hiểu cô giận vì lý do gì nhưng cô nhắc lại việc anh đã nói là sẽ bắt cô khi lấy được sức mạnh cô đã tự chui vào một cái hộp và phân tán ra để tấn công start từ mọi hướng beo muốn anh từ bỏ fuzumi rồi làm nô lệ cho cô anh đã nhân cơ hội beo thoát ra khỏi hộp và lén để năng lực tóm lấy cô cô đã phải vứt bỏ phần dưới mà trốn vào hộp start lấy được túi và quần nhỏ của cô cô có vẻ đỏ mặt và cứ ở đây quan sát lấy start anh không biết sao cô lại ở đây trong khi cô có thể về phòng thay thứ khác chứng tỏ đây là kho báu của cô Cô thì lo về việc cuốn sách bên trong bị lộ ra vì cô lỡ ghi chiến dịch yêu Start và nếu Start đọc chúng thì anh sẽ không bao giờ gặp cô nữa. Start sau đó đổ hết đồ trong túi ra và cô lén lấy cuốn sách. Nhưng Start nhận ra và biết đây mới là kho báu của cô. Cô chịu thua để đòi lại nhưng Start lỡ kéo lên khiến cô bị lộ và bắn cho ăn tơi tả. Cô thua kèo nên phải chấp nhận đưa anh đi tìm Fuzumi. Cô thấy anh đúng là tên ngốc vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Fuzumi. Trong khi cô luôn là người đứng giang tay trước mặt anh thì anh lại bỏ qua. Start đã nhận lỗi của bản thân vì không nghĩ đến cô anh nhận ra mọi thứ đều từ anh mà ra nên giờ cô có muốn đổ lỗi cho anh thì cứ làm nhưng anh sẽ không xin lỗi vì anh cho rằng bản thân là người xấu ta lúc này gặp lại brad anh ta từng chứng kiến cha bị sát hại bởi chính tên vua mà anh ta sắp đi gặp và cũng đã lâu rồi thì brad mới trở lại đây brad cứ cố tình trêu gẹo beros khiến cô phải lên tiếng mắng chửi cấp trên của cô ta là sĩ quân goli muốn cô đừng xúc phạm đến người đeo kính goli sẽ dẫn brad đi từ bây giờ và anh ta cũng chẳng muốn có xích mích gì với nhà vua fuzumi lúc này đã được neo dẫn về nhà và cô thấy một con rồng đang nhìn cô vào trong thì nhìn quản gia lại rất giống cha cô cô bất ngờ thấy hình của con rồng ban nãy lại được treo ở trong nhà này còn brad thì đã đến gặp nhà vua và ông ta thấy cũng lâu rồi mới gặp lại mà brad vẫn cứ dùng đôi mắt ảm đạm ấy ông ta muốn hai sĩ quan ra ngoài để nói riêng neo lúc này đã cho fuzumi thay qua mấy bộ mà của beo nhưng mấy bộ này toàn là mẹ của hai anh em chọn nên beo chẳng bao giờ chịu về nhà vừa nói dứt câu thì cô mang cả start đến Start cho biết anh và Beo đang có tình cảm với nhau. Beo cho luôn một cú hét sốt vì khiến người ta hiểu lầm. Beo cho biết cha hẳn là đã biết cô và Start đến đây. Còn mẹ thì lại tìm Fuzumi nên nếu lộ ra việc Start đến để đưa Fuzumi đi thì kiểu gì cũng có chuyện. Họ cần cô ứng biến khéo léo để thoát ra an toàn. Beo mặc dù là đang đóng giả làm người yêu Start nhưng đây lại là mối quan hệ mà cô muốn có. Cả hội sau đó đã đi thay đồ và Fuzumi được mẹ Beo gọi đi gặp trước. Vừa đến gặp thì bà đã ôm lấy Fuzumi và nhận bản thân là mẹ cô. Nhóm của start bên ngoài thì gặp người quản gia, người quản gia cho biết bà chủ và anh trai Brad là bạn bè qua thư nên họ cũng đã nghe qua về sát. Trong lúc đó, Goly đang ngồi xử lý vài việc trên máy tính thì phát hiện vài thông tin về tên Akim và cả việc Brad đã cố ý đến đây và để bị bắt. Brad lúc này vẫn ngang ngược với nhà vua, ông ta mời Brad đánh vài gậy và muốn anh cứ tiếp tục công việc giám sát nhân giới, việc mà anh đang giỏi nhất. Ông ta cũng có nghe về vụ của Akim và khá quan tâm một việc, đó là về tên trong hình này, tên này là gián điệp của ông ta nhưng tên này đột nhiên biến mất và akim lại có ngoại hình y như tên gián điệp này brad nói luôn là hai kẻ đó đều là cùng một người vì anh đã để dò dỉ thông tin để ông ta phát hiện anh đã biến tên gián điệp đó thành akim để tuyên chiến với ông ta anh ta đã căm ghét ông vua kể từ lúc ông ta giết cha anh và giờ anh sẽ giành lại ngôi vua để đặt một kẻ khác lên thay thế nhưng ông ta muốn brad thoát được khỏi đây rồi hãng tính ông ta cho brad ba ngày để mang kẻ mà anh tự tin sẽ lật đổ được ông ta đến đây brad sau đó gặp lại beros và bị cô ta áp giải đến phòng thẩm vấn nhưng brad đã tự thiêu đốt tay để ép cô ta mở vòng cổ áp chế ra và rồi đánh thuốc mê cô ta để trốn thoát goli thấy máu và beros đang nằm đấy thì nghĩ brad đã hại cô nên tức giận gọi ra một con pet để đuổi theo bắt brad mẹ của Beo lúc này đã gọi start vào và có nghe về start thông qua anh trai và biết cả việc start đang làm với fuzumi bà không cho start hút máu fuzumi và nếu muốn thì anh có thể lấy máu của bà để thay start đột nhiên có cảm giác ham muốn giống như lần đầu anh gặp fuzumi brad thì bị goli cùng con pet sút cho rơi từ trên đồi thẳng xuống nhà dân anh ta đã xin mượn điện thoại còn mẹ của beo đã giải thích về hiện tượng phân thân đó là lúc ở quỷ giới và nhân giới có hai người giống hệt nhau bà vừa là mẹ của beo vừa là mẹ của fuzumi và trong một lần thì hai bà mẹ đã gặp nhau và bị dung hợp lại làm một brad thì đã gọi cho lit và bảo cô bé mang dìu đến thành phố trong nửa tiếng nữa nghe việc được anh trai trông cậy thì lit ngay lập tức chạy đi brad đã trôn đồ của một người để cải trang nhưng con pet của Gola vẫn đánh hơi được mà đuổi theo goli dồn brad vào đường cùng và lao đến tấn công brad đã giải thích về việc beros còn sống nhưng anh ta đâm thẳng vì muốn biết chuyện brad và vua đã nói nhưng brad đã hiểu cơ chế sức mạnh của goli nên biến máu thành tử thần và ở đây anh ta có thể dùng máu ở chỗ beros và lấy đầu cô brad biết sự tức giận là sức mạnh của goli nên muốn anh ta ngồi lại nói chuyện tử tế Sát lúc này vẫn chưa hiểu sao bản thân lại có lại cảm giác đó anh đã hỏi fuzumi một câu tế nhị thì beo cho anh ra vườn ngay lập tức anh gặp được cha của beo ông đã bọc lên một kết giới xung quanh cả hai và biết ngoài mặt thì beo mang anh về như người mà anh theo đuổi chắc chắn là fuzumi Start muốn biết thêm về chuyện trước đây thì ông cho biết cha của fuzumi là người đầu tiên cho ông cảm giác sợ hãi đó là khi hai bà mẹ đã nhập lại làm một và hai ông chồng đã tranh giành nhiều ngày mẹ muốn hai nhà sống chung nhưng cha của fuzumi cho rằng beo có thể tạo cổng đến quỷ giới và có thể sẽ đẩy fuzumi vào nguy hiểm nên ông muốn con gái được sống một cuộc đời bình thường của một con người ông quyết định sẽ nuôi dạy fuzumi một mình và nhường vợ cho nhà beo Cha Fujumi đã đe dọa ông và muốn ông phải làm vợ của cả hai được vui vẻ, ông đã lạnh sống lưng bởi lời đó và tung một đấm vào sát. Ông muốn biết lý do Start muốn đưa Fujumi về lại cuộc sống, ông biết được Start là người duy nhất hồi sinh được cho Fujumi nhưng đồng thời cũng là người khiến Fujumi gặp nguy hiểm nhất, nhưng cái ông muốn biết là cảm xúc của Start dành cho Fujumi là như nào. Start cũng chưa rõ lắm nhưng anh muốn là người đưa Fujumi trở về như ban đầu. Ông hiểu cho Start và phá đi máy nghe lén và đưa Start về phòng ông, ông sẵn sàng để Start đưa Fujumi đi nhưng với hai điều kiện anh phải ăn cái bánh bao nguyền rủa này như là hợp đồng thứ nhất là anh chỉ được dẫn fuzumi đi nếu cô đồng ý và anh chỉ được hút máu cô nếu cô cho phép ông muốn start cam kết và rồi nhét cái bánh bao vào mồm start ông dùng búp bê giả làm nữ thần để lừa start tin vào vụ nguyền rủa start và fuzumi bị đưa ra đến cổng trong lúc đó hội phía nam mà start đã đến gặp thì kéo đến địa bàn của anh để xâm chiếm yoshida và deku buộc phải đứng ra bảo vệ lãnh thổ brad lúc này đã thỏa hiệp được với goli nhưng goli đã nhân sơ hở mà đóng băng brad Đột nhiên Liz đã xuất hiện và lao đến đây, Brad đã câu giờ để Liz dùng phép đưa cả hai đi. Start đã thắc mắc sao Fuzumi không mặc gì thì cô ban nãy đang thay đồ thì bị đưa ra đây. Start đã kể lại việc bản thân thấy và Fuzumi không hiểu sao anh cứ cố để trông giống người tốt. Deku và Yoshida lúc này đã ngoan cường chiến đấu và bảo vệ được lãnh thổ cho Start. Start giờ đã nhận ra bản thân luôn ngó lơ Fuzumi từ lúc cô trở thành ma. Anh nhận ra bản thân luôn là kẻ xấu. Anh đã được thông não về việc anh hùng là như thế nào và quyết định sẽ cứu cô để có thể trở thành người hùng cô biết start đúng là rất lạ nhưng anh muốn cô tập trung vào vấn đề chính đó là cô có muốn được sống lại hay không cô vẫn lo cho cha ở nhân giới nên chấp nhận sẽ đi cùng start để trở lại làm người cha của Beo thấy start đã làm đúng lời hứa nhưng mẹ thì vẫn chưa từ bỏ fuzumi cha biết start và fuzumi giờ đây sẽ còn gặp khá nhiều trắc trở nhưng cả hai sẽ phải cố mà vượt qua nếu start muốn trở thành anh hùng thực sự cả hai sau đó đã đi qua cổng và cánh cửa này sẽ dẫn cả hai đến phía nam và từ đó sẽ đi về lại phía đông Vừa ra khỏi cổng thì có một đám tự xem là thợ săn mà cà rồng đã dình sẵn để săn Start. Grant thì nhận được tin từ mẹ của Bell thông báo về việc Start và Fuzumi đã trốn đi. Đám thợ săn kia nhận thấy Start là giống ma cà rồng thuần chủng nên bắt được thì danh tiếng của chúng sẽ đi lên. Nhưng tên chỉ huy thì nghiêm túc còn đàn em thì chẳng quan tâm gì nên tên này quyết định đi một mình và sẽ làm được gì đó để đàn em phải tôn trọng. Tên này đã hóa mèo để đi theo dõi, còn Start và Fuzumi đã đến một cửa tiệm để mua đồ và Start đã cột dây vào cô để đỡ lạc. Fuzumi nhìn cứ như nô lệ lúc cả hai ngồi ăn thì tên mèo kia đã ngồi ở trên quan sát và được một con mèo khác rủ chơi đồ vừa bày mưu vừa chơi đồ khiến hắn ngáo lòi ra đấy tối đó lúc đến khách sạn nghỉ thì start đã cho fuzumi hiểu về việc anh hạn chế cho cô máu vì càng cho nhiều thì giới hạn của cô sẽ càng lớn và sẽ càng tốn máu hơn để duy trì nhưng cô đã dần bị biến mất nên start đã cắn tay và cho cô chọn là uống hay không thay vì ép như trước đây cô uống xong thì lăn ra ngủ còn tên chỉ huy mèo thì đã về báo với đồng bọn nhưng họ biết tên này có mà vừa dính bả xong mất mục tiêu nên mới về đây sáng hôm sau fuzumi không dám nhìn mặt start vì ngại vụ tối qua đột nhiên cô gặp tên mèo kia và hắn đã tiếp cận start rồi gặm của anh một ít tóc và hóa lại thành người start không biết tên này có ý gì nên quyết định tiên hạ thủ vĩ cường nhưng tên kia né như thể biết trước hướng start sẽ đánh động bọn giờ mới mò xuống chúng mải chửi xối nhau nên start định chuồn nhưng tên chỉ huy nhận ra vì hắn có khả năng đọc tâm trí nếu có một phần của đối phương trong tay và đó là lý do hắn lấy tóc của start một tên đã đi ngủ để tạo phòng kết nối cả nhóm ba kẻ còn lại thì đảm nhiệm vai trò tấn công start đã phải chống trả nhưng rồi bị dính một phi tiêu nên đành phải vừa chạy vừa đánh nhưng đột nhiên chúng dừng lại vì start đã để mất fuzumi lúc nào không hay start định đi tìm thì nhận ra vết thương không thể lành lại start vẫn cố lết đi thì chúng liên tục chạy ra tấn công start rồi lại chạy đang bất lực thì đột nhiên start nghe được tiếng của fuzumi cô đã lấy súng bắn từ trong tên đang nhốt cô start đã ngay lập tức lao đến chỗ fuzumi và bắt gặp tên chỉ huy và tên đang nhốt fuzumi ở đây Hai kẻ kia cố đến tấn công Start thì anh đã tóm lấy chúng và hút đi ma lực để hồi phục lại. Anh muốn đòi lại thứ quý giá của bản thân và thành công cứu được Fuzumi. Hai người bị hút ma lực kia thì vẫn còn sống nên đám này quyết định chịu thua. Start đã lên khí cầu của chúng. Start muốn chúng đưa anh đến thượng quỷ đồng thời là đưa cả thức ăn ra để đền bù. Vì đến thượng quỷ chỉ Start mới đi được còn Fuzumi thì không nên họ sẽ đi lậu bằng chiếc khinh khí cầu này. Phim đến đây cũng là kết thúc và tôi cũng không biết là có phần 2 hay, hay không nên anh em tự tìm đi nhé. Tạm biệt.